quý vị, có thể nói không khí mùa xuân có thể là tràn vào qua cửa sổ, ngập tất cả mọi nơi. Và mùa xuân chúng ta đã trao nhau những bao lời xì, trao nhau lời chúc tốt đẹp thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý Linh Cát Tường gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc đầu năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Chúc cả nhà phát tài, phát lộc và mọi sự cát tường. Chúc mừng năm mới nha. Còn bây giờ chúng ta vẫn đến với hai cặp đôi, xem ngày Tết này có vui không, họ có đồng ý bấm nút không. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Cũng có người gọi là mùi cơ thể, nó không có, mình không thích. Thì cái đó lâu lâu mới bị người, mà cái gì đó là cái trong cơ thể ta rồi, ta cũng đâu có điều trị được đâu. Được. Không có được. Anh cũng bị. Có bị mà Tết rồi chữa rồi. Dạ, ai thôi, anh Linh chỉ chắc. Đúng rồi. Anh Linh đã điều trị thành công. Anh tên là Hoàng Văn Thuật, năm nay 31 tuổi. Sinh ra và lớn lên thì tại quê hương Nam Định, nhưng mà em vào định cư tại Bình Dương thì em đang buôn bán điện thoại di động và có làm thêm về nhà đất. Ở Bình Dương bao năm rồi? Em ở Bình Dương đây là được 13 năm rồi ạ. Như vậy cũng thành đạt rồi đấy. Vừa bán điện thoại di động mà vừa mua bán đất. Mua bán nhà đất ha. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em là Phạm Thị Tú Anh. Là chuyên viên an toàn sức khỏe môi trường, quê ở Bình Phước nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là em rất là vui tính, hài hước, và sống rất là tự lập. Có ưu điểm nữa là nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà em có khuyết điểm là rất là dễ tin người nên là dễ bị tổn thương lắm. Em tiêu xài hơi nhiều tiền một chút xíu. Hả? Em tiêu xài gì mà hơi nhiều tiền em? Ví dụ? Ví dụ như là mua sắm giày dép, quần áo hoặc là cho người ta. Cho ai? Thấy khổ khổ, cực khổ chút xíu kêu là cho đầu tiền. Đầu năm chị khổ quá em ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, em tiêu xài là tiêu xài tiền của ai? Dạ, tiền của em tự kiếm và tiêu xài thôi. Em không có dành dụm gì hết hả? Cũng có, có lâu lâu là gửi cho ba mẹ một chút. Sau này ví dụ mình giữ cái tài chính trong gia đình á, rồi mình có biết chi tiêu hợp lý không em? Chắc phải nhờ bạn Nam quá à. Ủa vậy hả? Trời ơi, rồi được rồi, để lát nữa chị hỏi bên bạn Nam chưa nha. Có gia đình, có gia đình là biết tiết kiệm mà. Bạn trai có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, em có ưu điểm là em là một người có chí cầu tiến và biết có đầu óc kinh doanh, không hút thuốc hay là cờ bạc gì. Rượu thì em có chút chút thôi. Còn nhược điểm của em là tính tình thì em là khá nóng. Nhìn hiền gì mà nóng vậy đó em hả? Em khó kiểm soát được lời nói hay này kia, hay cáu lên thôi. Nóng lắm em làm gì nè, từ đó giờ? Nóng lắm thì em chỉ cáu nên em gắt như thôi. Có đập đồ rồi có đánh ai chưa? Đập đồ hay đánh thì chưa có khi nào. Em chỉ không kiểm soát được lời nói thôi, còn hành động thì em luôn kiểm soát được. Tức là em nói nhiều khi nói cho người ta xấu hổ luôn đó hả? Cũng có thể như vậy ạ. Trời ơi, này cũng căng lắm nè. Và một nhiều điểm nữa là em ít làm việc nhà ấy. Ở nhà em ai làm? Em giờ đang ở với mẹ em nên là hầu như mẹ em làm hết chị. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Thì một mối tình thì hồi trẻ thì nói chung hai người còn trẻ nên cũng không rồi có mối gì. Tình mới đây nè. Mối tình mới thì cũng cách đây 7 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Quen bao lâu rồi em? Em quen được 3 năm chị. Nói chung hai người cũng không hợp tính nhiều lắm, bởi cô ấy người trong này mà gia đình có cũng có điều kiện nên là tính là hơi tiểu thư ạ, nên là tụi em chia tay. Rồi, bạn gái bên bạn kia. Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có 4 mối tình, hai bên gia đình cùng biết nhau á, thì chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng 9 tháng. Lúc đầu thì em gặp bạn trai đó thì những cái yêu cầu về ngoại hình á thì giống như em mong muốn. Tuy nhiên là khi mà tìm hiểu thì tuổi tác thì gia đình bạn trai đó là thấy là không có phù hợp, nói là kỵ tuổi, do đó là mình chia tay. Chưa, bên em có coi tuổi không? Dạ, nhà cũng, em có coi tuổi không? Dạ không có. Ủa, nhà trai bạn có, nhà bên em có coi tuổi không em? Dạ cũng có đấy chị ạ. Khó hả? Vậy em nói luôn đi em, đỡ mất công rồi tốn 9 tháng nữa. Chỉ tính như cái tuổi kỵ thôi ạ, không hợp với tuổi 89 ạ, hoặc 91 ạ. Hơn quá. 89 như nhiêu? 91 chị ạ. Em sinh năm nhiêu? Dạ em là 90, là tuổi con ngọ. Vậy là hợp với anh rồi đó. Vậy là được phải không em? Hay quá. Thở phào nhẹ nhõm. Lọt ở giữa phải không? Hay quá. Rồi bây giờ em gái muốn tìm người yêu như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai về ngoại hình thì cao khoảng 1m65, không bị hói,
không bị hôi. Đầu năm em chọc anh Linh không nữa. Không có bị hôi. Không có bị hôi. Hôi. Với hôi là không được. Về tính cách thì em mong muốn là một người bạn trai là đó, thấy không? Thấy đầu năm rồi. Dạ, chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới. Để lì xì em trước đã. Lì xì cho tôi hỏi vụ hói với hô này coi. Chúc mừng năm mới em. Dạ. Năm mới an khang thịnh vượng, tốt lành, hạnh phúc, sức khỏe. Dạ. Nhân dịp năm mới cũng chúc anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng như là tất cả quý vị khán giả một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh mà nghe cái chữ hói là phải ban qua đây liền. Mà giờ thêm kèm thêm chứ hôi. Em. Dạ. Bộ đàn ông hôi lắm hả? Thì cũng có người gọi là mùi cơ thể, nó không có, mình không thích. Thì cái đó lâu lâu mới bị người mà cái gì đó là cái trong cơ thể người ta rồi, người ta cũng đâu có điều trị được đâu. Được. Không có được. Anh cũng bị. Có bị mà Tết này chữa rồi. Dạ, ai thôi gặp anh Linh chỉ cách. Đúng rồi. Dạ, Linh đã điều trị thành công. Rồi còn gì nữa? Hô hả? Cái chuyện đó chuyện bẩm sinh của người ta rồi. Dạ. Ghét của nào trời trao của đó nha cưng. Thôi anh lỡ hô là hung nó vướng lắm. Vướng gì? Vướng gì? Không biết nữa, thấy nó hơi vướng vướng. Hỏi, hỏi thông minh chứ, mắc mớ gì, không thích. Không thích. Nữa em với chồng mà lớn tuổi cũng hói luôn. Là cho cậu chọc luôn anh, thà là chọc luôn. Chọc luôn hả? Dạ đúng. Vậy ai hói là cậu chọc hết đúng không? Dạ. Cũng một phương pháp tốt. Không, em gái cũng dễ thương hết chứ bộ. Tự nhiên. Được đấy em. Được không? Rồi bây giờ nhà trai, bạn trai muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ vì em là một người đàn ông là tức là cũng thiên về hướng nội một chút. Nên em thích người phụ nữ là cũng có tư tưởng hướng nội. Và biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Em chỉ thích một người phụ nữ nói vừa phải thôi. Bạn kia nãy giờ nói nhiều không? Không, bạn thì đấy còn nói đủ, vừa đủ ạ. Vừa đủ. Trong cái khả năng là đang tạo cái môi trường nó vui vẻ nhỉ? À, ấn tượng, bạn mới ấn tượng đó. Về ngoại hình em muốn người bạn gái mình như thế nào? Em muốn bạn gái là từ 1m56 trở lên. Chưa lung rồi. Sao, được nhiêu? Có 1m52 à. Có 1m52 à. Không, nhưng anh đoán chắc là em cao hơn. Trời, tao nói 52 rồi còn đoán chắc cao hơn là sao? Nếu 52 được không? Cái đấy thì cũng nếu mà hợp nhiều cái thì cũng sẽ cho nhau cơ hội anh. Chiều cao thôi à hả? Cái tiêu chuẩn của em thì nó nhẹ lắm anh chị ạ. Nhẹ lắm. Mà 52 để suy nghĩ lại mà nhẹ lắm. Rồi chào em. Đây. Chị Cát Tường lì xì cho em trai đi cho lấy hên cái đã. Tết ha, chúc em phát tài phát lộc. Rồi em cảm ơn chị. Sức khỏe dồi dào. Rồi. Năm mới có thêm tình yêu mới. Rồi. Tiến tới hôn nhân. Nha. Rồi. Thì sang năm mới thì em cũng chúc là anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn chơi bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả là sang năm mới là như ý Cát Tường luôn, theo ý nghĩa của chị luôn ạ. Ừ, cảm ơn em. Mình đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chuẩn bị thì nói chung em vào đây thì làm rất lâu rồi nên là kinh tế thì em cũng đủ khả năng để làm đám cưới. Là làm chủ mình định điện thoại là... lấy nhau thì mình sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Thì em có nhà cửa trong Bình Dương là hết rồi. Ở em Bình đang Dương. Làm ở tại nhà em nên là lấy về thì sẽ ở nhà em. Ba mẹ mình còn ở ngoài quê hả em? Ba mẹ em ở trong này luôn rồi. À, mình đang ở chung với ba mẹ. Vâng. À, là sau này phải làm dâu đúng không? Rồi nhà đông anh chị em không? Nhà em 5 anh chị em ạ, em là út luôn ạ. Nhưng mà ở trong nhà đông không? Ở trong nhà thì có mình em và mẹ em thôi. À, mấy anh chị lấy lập gia đình hết rồi. Vâng. Khỏe rồi đó. Khỏe rồi đó. Ừ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong là mình cho hai trẻ gặp luôn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và anh trai và cùng mấy bạn đồng nghiệp ạ. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường với chào tất cả mọi người trong trường quay. À, thì em là chị gái của Chiến Thuật thì nói chung là Thuật nhà em ấy thì nó không có cái điểm gì nó quá xấu, quá yếu. Mà cũng không phải là quá mạnh, nói chung nếu về xét thì em cũng được 70%. Kinh tế đến nay là cũng tự mua được cho mình cái nhà riêng để kinh doanh buôn bán tại nhà. Thì hôm nay chị cũng hy vọng là nếu như em cảm thấy ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên thì cũng lên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Nếu mà được thì tiến xa hơn nữa. Chị ơi, hồi nãy qua coi mặt bạn nam đó thì thấy có vẻ hơi hơi bẽn lẽn á. Giới tính rõ ràng không? Dạ, yên tâm, rất là rõ ràng. Chị bảo đảm hả? Dạ vâng. Chuẩn men đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Yên tâm rồi ha, chị đảm bảo rồi ha. Rồi, bên em đi với ai? À, đồng nghiệp cũ, cũng là sếp cũ, nhưng mà bây giờ là bạn thân của em.
Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tú Anh bạn em là người hài hước, hòa đồng và tốt bụng. Nhìn bên ngoài thì Tú Anh có vẻ cá tính và mạnh mẽ, nhưng mà thực ra bạn là người rất là tâm lý và chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Còn về phía anh Thuật bên đây thì em thấy anh là người khá điềm đạm và chín chắn. Tuy nhiên hồi nãy em có nghe anh Thuật nói là anh thích một người phụ nữ hướng nội. Tuy nhiên Tú Anh của em á, thì là người hướng ngoại. Không biết là anh có thể vì bạn của em mà thay đổi cái tiêu chí lựa chọn bạn gái đúng không ạ? Nếu cái này mà thay đổi thì chắc là phải cả hai cùng thay đổi. Dạ. Bởi vì một người phụ nữ mà muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì bây giờ phải biết chăm lo gia đình. Dạ. Thì cả hai bên cùng phải cố gắng thôi, chứ một bên thì không thể làm được cái điều đó. Dạ. Còn về vấn đề mà Tú Anh tiêu tiền hơi bị nhiều anh, thì anh có thể cho phép Tú Anh tiêu tiền không? Hay là có cách nào kiểm soát túi tiền của gia đình một cách hợp lý hơn không? Không, bởi vì mình làm bên kinh doanh nên chắc là cũng sẽ kiềm chế được điều đó. Dạ, em cảm ơn anh. Thì sau chương trình này em hy vọng là Tú Anh cũng như là anh Thuật sẽ bấm nút hẹn hò để cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái chính là hai bạn tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Kéo màn lên. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Chào em. Em ở Bình Phước thì bây giờ hiện tại em làm ở đâu? Dạ em làm ở V-Ship 1 Thuận An. Gần chỗ anh ở Dĩ An. Dạ. Em nói là em nấu ăn giỏi đúng không? Dạ. Anh lại thích người nấu ăn giỏi. Cảm nhận ban đầu của em về anh như thế nào? Em thì thấy về ngoại hình thì cũng ổn. Về tính cách thì em nghĩ là còn phải tìm hiểu. Ban đầu thì em nhận định là có vẻ là điềm đạm. Anh thì bình thường thì vẫn điềm đạm, nhưng mà khi nào nóng thì cũng nói chung là không kiểm soát được lời nói thôi. Không phải đến mức quá đáng em ạ. Em dễ bị tổn thương lắm anh. Dạ dễ khóc lắm, dễ mít ướt á. Dễ mít ướt nhưng mà có thể là anh sẽ biết làm lành. Dạ, hy vọng là vậy. Anh thì mới đầu anh gặp em là thấy em cũng rất cá tính. Và có lẽ khiếu ăn nói là rất khéo. Anh nghe như là sếp em nói là em là một người hướng ngoại. Em nghĩ về cái khả năng chăm lo gia đình của em như thế nào? Khi mà lập gia đình là tự khắc là sẽ điều chỉnh lại về chi tiêu cũng như là về chăm sóc gia đình. Em nấu ăn giỏi nè, dọn dẹp nhà cửa rất là tốt. Không, như vậy là đủ rồi. Dạ. Bây giờ mỗi người hãy nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta chỉ nói một câu nữa thôi. Cảm xúc của chúng ta hiện nay như thế nào? Suy nghĩ như thế nào về đối phương? Anh thấy em là cũng hợp với hơi nhiều với anh rồi. Nên là anh mong là mình hãy cùng cho nhau cơ hội. Đã lúc chúng ta phải lắng đọng lại và suy nghĩ thật kỹ trước gia đình, bạn bè và người thân, tất cả mọi người đang theo dõi các bạn. Nên suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định hay không quyết định là do các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao đến hết thời gian rồi bạn mới bấm? Dạ, đâu có em bấm mà liền mà 1, 2, 3 là em bấm rồi đó. Bạn trai bấm tới từ tiếng đếm thứ mấy? Em bấm từ nút số 3 anh. Rồi, hai người nắm tay nhau đi các bạn. Hôm nay ngày Tết, có rất nhiều niềm vui, có tất cả mọi thứ ha. Tay nắm tay chặt hơn, nắm hai tay luôn đó. Hai tay cho nó chắc anh. Chắc luôn. Rồi hôn bạn gái đi. Đó. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng... khoảng 3 đến 4 năm thì em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cái chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy Cương? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách,
lâu dài nó thành mâu thuẫn, hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị, kéo dài một năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị ạ. Mấy? 1m57. Cỡ cây tre, cỡ cây tre đó. Có nhiều 1m57, 1m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi chị qua bao cao? Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Những người đó là nói thằng ông đi lông mày phải rậm rạp chứ. Không, ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Từ ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Để anh qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái, còn sao anh qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào anh gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Ôi, chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Để tết đừng có lừa cằn nhằn ta. Lì xì lấy hơn đi nè. Tặng em Cát Tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không. Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Trong nhà mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn ra ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương. Em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn lắm. Không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. Vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi nha. Bây giờ mình gặp người thân đi em gái, đi với ai? Dạ em đi với chị hai và anh rể của em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Trà Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi trong phòng này ạ. Em là chị hai của Lý ạ. Về tính cách của Lý trong gia đình thì Lý là một người rất ít nói và cũng rất là khó chịu. Thì ngày hôm nay chị thấy em bên này cũng thấy hai người thì cũng được, nên em cũng nên cho bạn nó một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Anh trai nó đi với chị gái mà đúng không? Rồi chào chị. Em đi với chị gái, chị làm bên spa. Rồi, xin chào.
Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Em là chị gái của em Phước. Hôm nay em của em tới đây tham gia chương trình này, nhưng mà thật ra nó không nói cho em biết là tham gia chương trình này. Ông cho chị ổng một cú bất ngờ. Nhưng rủ đi đâu? Nãy rủ là đi tham gia tiếng hát truyền hình. Thì... Ồ, vậy là hát hay lắm hả chị? Thì chị cứ nghĩ là em đi tham gia tiếng hát truyền hình thì tới đây cổ vũ cho em thôi. Dẫu tới giờ luôn ha. Dẫu tới giờ baby. Chị thấy em gái bên này được đó Phước. Dáng thì cũng giống như yêu cầu của em. Khuôn mặt cũng dễ thương. Nhưng mà có một cái yêu cầu của em gái là muốn chân mày của đàn ông không có rộng ra. Dễ lắm em, thẩm mỹ bây giờ dễ lắm em. Em muốn làm nhỏ, chị làm nhỏ cho. Chúc cho hai em có được một kết thúc tốt đẹp vậy đó. Cảm ơn chị. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chào xuân đang sang. Đây là bức thư pháp mà em tự viết. Anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. Ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giáo thêm. Bây giờ bạn gái đáp lại một cái điều gì đó với bài hát của chàng trai. Dạ, em đọc một bài thơ đi. Thơ cũng được. Dạ, thơ em tự sáng tác. Tự sáng tác luôn, hay quá. Bài thơ nó ngắn gọn xúc tích thôi chị. Thanh xuân thoáng chốc sắp qua, thu qua đông đến nữa là hết năm. Sang năm ta đã 25 mà chưa tìm thấy người nằm trong tim. May sao nhờ có chương trình, hôm nay ta được ghi hình tham gia. Chẳng mong giàu có xa hoa, chỉ mong tìm thấy bạn ta cả đời. Anh nhìn em có vẻ quen quen. Không biết em có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phúc Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang, cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình rồi. Anh biết ngay qua công trình, anh nhìn thấy em, anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sona De Di. Ở Biên Hòa 2. Cùng trường của anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7, em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn? Anh học xây dựng. Ồ vậy hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình ấy. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi, bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ kìa anh cứ nghĩ anh ấy nó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Giờ là thủ tục của chương trình. Cho anh xin phép được hôn anh nhé. Khi yêu thì người ta sẽ tìm cách, nhưng mà khi hết yêu thì người ta sẽ tìm cớ. Khi yêu thì người ta sẽ tìm cách, còn khi hết yêu thì người ta sẽ tìm lý do. Dạ.
không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy thì hôm nay đến với bạn của hẹn hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Dạ, thật sự là em hằng mong ước là một người con trai mạnh mẽ, cao to, khỏe mạnh. Và là một người con trai quyết đoán, độc lập. Người con trai dám nghĩ và dám làm. Dạ, cái đó thì nếu ví dụ mình tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn. Mà ví dụ cảm giác được thì khoảng cả 70%. 70% dạ. Làm được đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em tìm một bạn nữ thôi, đúng không? Em thì nói chung cái bạn nữ thì cái nghề nghiệp thì đối với em không có quan trọng lắm. Mà quan trọng biết chia sẻ, rồi yêu thương, rồi chăm sóc lẫn nhau rồi đấy là được rồi. Nói chung là quan trọng là hiền. Hiền ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, bình thường trắng là được rồi, đừng có xăm tay xăm chân đồ vậy. Trắng dạ. Là được, không xăm tay dạ. Chân. Tóc dài, đừng có tóc cắt ngắn quá. Tóc dài, để qua xem một đàn gái đó. Nãy hỏi có gì không? Em xăm sườn một giờ đi không? Trắng. Em trai. Cô giáo. Dạ. Tóc cũng dài. Có xăm gì không? Dạ không. Có thể cô giáo có xăm rồi. Bây giờ anh đưa ra tiêu chí như thế thì em nhắm em đáp ứng bao nhiêu phần trăm? Cái này còn phải tùy vào anh đó chứ anh. Dạ, bản thân em không thể nào mà tự đánh giá bản thân mình được. Em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Và người đàn ông mà em không thích á thì không thích người đàn ông có tính đàn bà. Con trai thì không nên có tính đàn bà, kiểu như là không có nên so đo, hoặc là không có nên ở không mà nói chuyện người này cho người khác nghe. Con trai thì phải mạnh mẽ và kiên cường. Còn cái dạ, còn em. Những tật xấu của con trai thì em không có ngại à. Bởi vì khi mình yêu một người là người đó là hoàn hảo nhất. Mình phải học cách yêu luôn cả khuyết điểm của người đó. Đúng rồi. Em, cái dạng trải qua hai quyết định em sao động lắm đúng không? Dạ cũng... Nhưng mà cái em tưởng tượng thì cái em yêu khác nhau. Dạ cũng có chị, bởi vì người ta nói là lý thuyết thì màu hồng mà thực tế thì màu xám. Tất nhiên là nó sẽ có khác với những gì mình nghĩ. Nên đôi lúc thì mình không có nên trông chờ quá vào cái cầu vồng màu hồng. Tại vì chị cảm giác khi mà nghe em nói, chị cảm thấy mọi thứ em nói chị vẫn cảm thấy nó rất là lý thuyết. Khi mà dạ đàn người đàn ông dạ. như vậy, hiểu không? Dạ, trải qua dạ, dạ đúng. Nên khi mình nhìn vào bất kỳ điều gì, mình cũng nhìn nó với ánh mắt hết sức là thực tế. Dạ đúng rồi chị. Hiểu không? Để dễ dàng hơn. Rồi. Qua coi đàn trai thôi đi. Trai tôi men lắm, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Nào, mời coi mắt ông hầu xây dựng của tôi. Chào anh. Dạ. Anh ơi, giờ ví dụ như mà làm xây dựng có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm ở thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi tỉnh. Nhưng mà đa số là mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều thì mình làm cứ sáng đi chiều về vậy đó. Ví dụ như có cái lúc công việc nó rảnh thì có thể mình cũng ở nhà phụ quán cà phê rồi này nọ kia. Dạ. Dạ. Lý do tại sao anh đăng ký tham gia chương trình? Ai đăng ký cho anh hay là anh chủ động đăng ký tham gia? Em chỉ chủ động đăng ký. Rồi thì nói chung là mình đi làm biết, làm cái công việc của em ở công trình biết, rồi tối cứ về ở quán biết, rồi cái giờ nó thẳng ra là ế vợ. Nên tới để tìm một bạn gái nếu mà phù hợp thì tìm hiểu nhau thì có thể đi tiến tới hôn nhân. Bên này á, bạn gái yêu cầu sức khỏe. Sức khỏe, kiên cường. Em thấy làm xây dựng là chắc chắn là có sức khỏe đó. Sao thấy sức khỏe ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Không, em thì không có chơi thể thao. Nhưng mà nói chung em có công việc sáng đi làm thì chị về à. Nhưng mà em là nhậu thì ít mà không uống thuốc nên là sức khỏe là chắc em nghĩ là có à. Cái đứa ông hầu này là rất là xề xà. Dễ thương rồi, ngày năm rồi ngồi rất thoải mái thôi. Thoải mái. Cho kiếm vợ, ngồi chung nhà vợ cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xề xòa thoải mái vậy đó. Chúng ta vô cái đầu họ thì bị dán cái kia, họ xả về đây luôn. Đó, cho thấy là con người á, gọi là rất là chân thật, có sao thể vậy luôn. Hả? Rồi, còn hỏi gì nữa mà mối? Được không? Hợp không? Hợp. Hợp không? Cái cảm giác họ mang lại khi em đứng giữa nó rất là nhẹ nhàng á, nó rất là hợp. Mà anh, ví dụ thầu xây dựng vậy là bây giờ ở Sài Gòn thôi đúng không? Đang làm ở Sài Gòn. Không có đi tỉnh mà đúng không? Không. Nói chung mà ví dụ nếu có công việc ở tỉnh mà kêu là mình cũng phải đi chứ. Công việc là mình phải làm thôi. Nhưng mà em đi tỉnh là em không có ở lại. Ví dụ em xuống sắp xếp công việc gì 1-2 ngày xong rồi em về. Chứ không có ở lại. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi. Phải đi kiếm người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với
Dạ, hôm nay em đến chương trình em có đi cùng với mẹ, em gái và bạn và dì. À, mẹ, gái, bạn và dì. Dạ, xin chào cô thân của Linh ạ. Dạ, hôm nay tôi đến chương trình Bạn Hẹn Hò. Xin chào quý khán giả có trong trường quay. Chào hai MC, chào bạn trai. Linh á, là tôi là mẹ của Linh. Yeah. Linh là người hiền, ít nói, ít có đi đây đó lắm. Đi làm về thì ở nhà. Mẹ thấy bạn trai bên đây cũng điềm tĩnh. Hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Chào. Yeah. Dạ, vậy thôi cô. Cô thấy bạn trai đó là sao? Thì mẹ thấy bạn trai đây cũng hiền. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Cô có biết lý do tại sao thì Linh đi làm về hoài thấy cô đơn ở nhà. Mình làm mẹ mình thấy con như vậy mình nói thôi con đăng ký chuyện hẹn hò đi con. Linh suy nghĩ nhiều lần lắm, cũng mấy năm rồi coi chương trình hoài. Linh nói thôi mấy năm rồi, thôi con hai mấy tuổi rồi đăng ký đi. Cái Linh nói thôi để con đăng ký theo ý kiến của mẹ. Dạ rồi, dạ cảm ơn cô. Mời đàn trai. Dạ em đi với mẹ em gái và chị gái nữa. Dạ. Xin chào Quyền Linh, Nam Thư, tất cả khách quý có mặt trong trường quay. Thì tôi là mẹ của Duy Thông. Thì hôm nay đến với chương trình hẹn hò thì cũng muốn con mình nó được đi tìm một tương lai. Thì nói chung thì thấy bé gái thì thấy cũng hiền từ, dễ thương. Ăn nói đồ thì cũng dễ nghe. Chứ mà có một điều là tôi là người Quảng Ngã, cho nên nói tiếng hơi chát quá, không biết trong trường quay được có nghe hiểu không. Nghe hiểu rồi. Xin chào, cảm ơn. Cô có thấy thằng hai chúng nó hợp nhau được không cô? Thì nói chung thì thấy cũng được, cũng hợp. Thấy thăm nhà tôi thì có tính độc thân lắm, giống nói giống lòng, mà nói nhanh nói gọn, cái gì nói ít hiểu nhiều chứ không có nên không có ăn nói nhiều. Là thấy bé gái như vậy thì thấy cũng được. Thì bây giờ thì mình là mẹ mà cũng trông cho mâm hai con thì có cơ hội để đi tìm tương lai hạnh phúc sau này. Bây giờ thằng trai nó tìm thằng gái về đâu để tình cảm yên tâm để tạo điều kiện cho hai đứa quen với nhau, nếu hiểu nhau. Xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái đây. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà khi nghe con mình mà báo á thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Mong hai đứa tìm hiểu cho nhau cơ hội. Mong chị ở xa cũng thông cảm cho bé ở đây. Nhiều... xin chào. Biết đâu sau này mình suy giam để vừa con nhớ. Nói chung gặp cái chương trình anh có một món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em có món quà gửi anh, là chậu xương rồng và bài thơ do chính tay em viết. Cảm ơn em.
ngồi đi đọc bài thơ đi. Đọc luôn hả? Ngồi xuống đọc coi biết gì đó. Đọc được không? Không biết chữ. Biết chữ không được nhưng mà đọc chắc được mà. Đọc đi. Em chỉ là cô giáo tiểu học. Ngày mai buổi lên lớp ở trường dạy bạn trẻ viết rồi đọc lại. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học. Bàn tay em bụi phấn bám đầy, nắng pha sương nhuộm màu tóc. Ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh mà đem mãi trong màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay. Thương chẳng nhiều. Anh có yêu em không? Tất nhiên là anh có yêu em. Dạ. Ý bài thơ đó, lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Trời ơi. Đẹp, tôi viết chữ đẹp với xạo luôn hả mọi người. Còn em có chữ nào anh? Thử em viết vô đây vài chữ coi coi. Có cái viết không? Em có viết thẳng khúc thơ này hả? Nhưng mà đọc không ai đọc được đâu. Chứ có một mình em viết em đọc được à. Em viết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi. Không phải đâu. Tương lai. Trời ơi. Gửi vợ Trương Chi. Đọc cái tôi lòi của mắt tôi luôn á. Thôi đọc luôn đi. Rồi em đọc cho. Thử nào thấy luôn á. Rồi coi coi. Hai dòng thử rồi. Để đọc luôn. Chị. Nói chung là ông đang test hồ đó đó. Gửi vợ. Thôi anh đọc đi anh. Em viết có mấy tự mà ít à. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay là cũng nhờ chương trình à, anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bồ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh mà mình cho nhau cơ hội mà để về chung một nhà. Quá đi. Thì đọc trong đó sao viết vậy thôi. Đọc cái gì? Đọc bậy, chưa còn một bài thơ nữa. Em đọc một bài thơ nữa nè. Bài thơ em tự viết luôn nè. Ông đọc không nổi luôn rồi nào. Ông đọc thêm á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ. Ai nói tăng vỡ cái chữ này tăng vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Chớm nở. Chớm nở. Xin em đừng hờ hững. Để tình đẹp như mơ. Đưa anh coi coi. Đúng rồi em biết. Em tự sáng tác mà em viết mà sao mà em đọc không được luôn á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi chớm nở. Xin em đừng hờ hững. Để tình tôi đụng như đẹp như thơ. Đụng như đẹp như thơ. Còn chữ đẹp với y chữ đụng như. Em mượn bức thư. Coi hai cái soi nhau để làm kỷ niệm thôi. Vậy để em đọc lại cho chị. Để cô giáo đọc đi. Trước khi cô giáo đọc thì mọi người hãy coi hai chữ viết cô. Thì dĩ nhiên này người ta. Cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Dạ, mọi việc đều có thể thành công được nếu con người ta có những nài và cần có thời gian. Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng. Quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp in vậy đó.